Và năm ngoái thì có một video ở trên YouTube tên là Realistic Snow Physics in Minecraft. Thì video này làm theo trí tưởng tượng của anh YouTuber Pottermay về tuyết ở trong Minecraft. Và để cho các bạn hiểu rõ, toàn bộ video này đều là CGI, có nghĩa là hiệu ứng và kỹ xảo đặc biệt. Không hề có bản mod nào trong khoảng thời gian đó làm được tuyết giống như thế này cả. Anh em có thể thấy là tuyết bám trên những block giống như là đá, gỗ hay là gạch. Thế mà đó là trên cả lá nữa. Thì ở dưới phần bình luận cũng có rất là nhiều người cũng mong muốn rằng trong 10 năm tới sẽ có một bản mod nào đó, hoặc hơn cả là Mojang hoặc là Microsoft làm một bản cập nhật nào đó làm tuyết trông giống như thế này. Thực chất thì không cần đến 10 năm sau, sau 10 tháng thôi đã có một bản mod làm được như vậy. Đây là một bản mod mình đã từng review rồi. Bản mod này tên là Physics Mod. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng coi cái bản cập nhật mới cho ra tầm 2 ngày thôi của cái Physics Mod này về tuyết ở trong Minecraft nha. Ở bên ngoài kia mình có chỉnh cái texture tuyết thành hình tròn nhìn cho nó giống thiệt. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài thử. Rồi. Ở đây là tuyết. Anh em có thể thấy là tuyết giờ đây không còn kiểu hình vuông vuông. Bây giờ nó là hoàn toàn là một cái khối tuyết thực sự. Chúng ta có thể đạp lên nó cho nó xẹp xuống luôn. Thì mình sẽ đi thử lên trên này. Đấy. Nó sẽ tạo thành một đường mòn khi mà chúng ta đạp tuyết bẹp xuống. Và đây không phải là một khối tuyết mod mà là nó là khối tuyết trong Minecraft luôn nha. Bạn có thể xây. Hơn thế nữa là cái mod này là client side. Cái này mình cũng đã từng giải thích rồi, là các bạn chỉ cần cài cái mod này vô và các bạn vào trong cái server nào cũng được. Người ta thì sẽ không thấy tuyết nhìn giống như thế này, người ta sẽ thấy tuyết bình thường, còn các bạn thì sẽ thấy tuyết giống như thế này. Đấy, easy. Chúng ta sẽ thử đi xuống dưới một tí xíu. Mình cũng có thêm vào một cái shader nhìn cho nó kiểu lạnh lạnh một tí xíu, anh em sẽ thấy. Thực sự thì cái bản mod tuyết này nó sẽ không dùng được với một số bạn shader. Thêm vào đó thì nếu các bạn xài Optifine cũng sẽ không xài được cái bản mod này luôn. Nó sẽ làm hỏng mấy cái hình dạng của tuyết. Đấy. Whee. Thêm vào đó mình vừa mới nhớ ra đó là chọi cục tuyết này nữa. Chúng ta thấy ở trong cái video của cái anh kia, đó là ảnh có chọi một cục tuyết vào một cửa sập. Cái cửa sập này. Yeah. Chúng ta thử kiếm một chỗ để chúng ta làm một cái cửa sập. À không, có luôn rồi kìa. Đây. Cửa sập này. Nó sẽ chọi thử cục tuyết vào. Yeah. Tuy là đung đưa không nhiều, nhưng mà mình thấy như vậy cũng đã quá đủ rồi. Lắc banh máy luôn. Đấy. Đấy là cái hiệu ứng kiểu vật lý của những cái cửa sập nhờ vào cái mod này. Trời cũng đang buổi tối rồi. Ở đây mình đang ở một thế giới bình thường. Chúng ta thấy được nguyên cái quả đồi này được bao phủ bởi tuyết. Thì chúng ta đang có một ngôi nhà gọi là igloo ở đây. Cái này thường thì xuất hiện khá ít ở trong Minecraft. Và chúng ta đang có một cái ở đây. Cửa sập ở trong này luôn. Cái này không phải tôi tự xây đâu mấy cha. Nó tự xuất hiện trong thế giới này á. Và anh em thấy nó khá là phù hợp với lại cái phong cách này của Minecraft luôn. Kiểu nhìn nó không bị kỳ cục quá. Nè, tuyết nó nối lên trên hẳn cái tường. Và chúng ta sẽ xây thêm nữa. Nhìn khá là hay ho. Đấy. Hơn thế nữa chúng ta sẽ đi xuống dưới khu vực bằng phẳng tí xíu. Anh em sẽ thấy chúng ta có thể để lại một cái đường dài, đường mòn. Ừ. Còn đường mòn nếu chúng ta đi trên tuyết. Nếu chúng ta nhảy thì nó cũng sẽ tạo hiệu ứng đó luôn. Thêm vào đó, nếu mà anh em có những con động vật đi xung quanh, ví dụ như ẩu, ở đây con heo luôn rồi, quên. Và nó sẽ cầm cà rốt đâu rồi. Đây. Thì tất cả bọn chúng cũng sẽ tạo nên một cái con đường để chúng ta, nếu chúng nó đi qua tuyết. Đây anh em, một cái con đường khá là to nếu nó đi qua tuyết. Cái lá cây này cũng vậy, cũng đã bắt được mấy cái tuyết ở phía trên. Tuy là lúc mà nó đổ xuống thì nhìn nó không có thiệt lắm, nhưng mà cũng tạm được. Ta sẽ cùng đi qua một cái làng. Anh em sẽ thấy là tuyết đóng ở phía trên mái của nó luôn. Ta sẽ chỉnh vào buổi đêm. Và nhìn khá đẹp tất cả mọi thứ. Anh em sẽ thấy tất cả mọi thứ nhìn rất là đẹp. Thêm cả cái hiệu ứng tuyết rơi nữa. Trời tuyết rơi nữa. Rồi luôn. Ôi. Được à. Nhìn nó không bị kỳ á. Em thấy nhìn nó không bị kỳ cục. Trồng này cao cao lên tí. Đó.
Thì rất tiếc rằng là cái mod này chỉ có bản Pro mới được tweak và nước hiệu ứng nước thôi. Nếu anh em nào chưa thấy hiệu ứng nước thì vật lý của nước á, chặn cái này lại. Thì bản Pro là sao? Thì khi mà các bạn ủng hộ cho người tạo ra cái mod này ở trên Patreon thì các bạn sẽ được tải cái bản Pro, và chỉ có bản Pro mới có được những cái tính năng này thôi. Còn không thì nếu bạn muốn tải bản miễn phí thì nó sẽ chỉ có những tính năng cơ bản, ví dụ như là đập bể mấy cái block này nó sẽ bị bể ra đấy, văng từ vùng ra. Đó là bản miễn phí. Thì anh em nào muốn trải nghiệm thử thì mình nghĩ là nên ủng hộ cho anh làm cái này và tải cái bản này, bản Pro này về. Và thêm một điều nữa là ảnh có một cái điều luật là bất cứ ai mà tải được bản Pro này về mà donate cho ảnh rồi thì không được phát hành cái bản mod này miễn phí bằng bất kỳ hình thức nào, nên là mình không thể nào cho mấy bạn tải mod này về bằng cái bản này của mình được. Chúng ta sẽ thử xây một con người tuyết. Người tuyết. Ủa? Ok, chúng ta sẽ thử xây một con người tuyết ở đây, 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 đây. Làm cho nó cái mũ. Mình không biết làm cái mũi với cái mắt nó là sao. Ta có một con người tuyết nhìn giống lava hơn đó thiệt. Thì đó là những gì muốn review ở trong cái video này. Thực sự nó là một cái mod rất là hay, tuy rằng nó không có thay đổi bất kỳ cơ chế nào của Minecraft cả, nó chỉ làm cho Minecraft kiểu cảm giác nó ảo diệu hơn thôi. Ui, có cả mấy anh dân làng lọt thỏm dưới đây luôn. Ui, siêu đẹp luôn em ơi. Thì theo như mình nói đó thì anh em có thể là ủng hộ cho ảnh và tải cái mod này về. Khá là hay ho. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video này. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Bye bye.